Mới đây dư luận xôn xao trước thông tin Nghệ An ghi nhận ca bệnh bạch hầu không qua khỏi. Điều đáng nói là người quá cố đã tiếp xúc gần với một cô gái 18 tuổi ở Bắc Giang. Cô gái này cũng đã cho kết quả dương tính. Ngay lập tức cơ quan y tế đã truy vết và cách ly những người đã tiếp xúc gần với cô gái. Những người này sẽ phải cách ly cho đến khi có kết quả xét nghiệm vi khuẩn 2 lần âm tính. Đồng thời, họ cũng được điều trị dự phòng bằng kháng sinh 7 ngày và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối với ca bệnh đã xác định. Sao mà nghe giống thời Covid thế nhỉ? Điều đó đủ để thấy nguy cơ đang hiện diện là nghiêm trọng như thế nào. Nhưng tôi chắc chắn là nhiều người trong chúng ta vẫn còn lơ tơ mơ về căn bệnh này lắm. Có khi chỉ từng nghe về nó trong combo tiêm chủng bạch hầu, ho gà uốn ván thôi ấy chứ. Vậy hôm nay chúng ta hãy tìm hiểu về căn bệnh này nhé. Bạch hầu chính xác là một gã khó chịu đã đeo bám loài người từ xa xưa. Thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, Hippocrates, ông tổ của ngành y học phương Tây, người sáng tạo ra lời thề Hippocrates mà sinh viên y khoa phải đọc khi chuẩn bị ra trường ấy, là người đầu tiên mô tả bệnh bạch hầu. Còn trận dịch bạch hầu bùng phát diện rộng đầu tiên xảy ra vào thế kỷ thứ 6 sau công nguyên. Trong lịch sử, bệnh bạch hầu là một trong những bệnh gây ra nỗi sợ hãi nhất trên thế giới. Những trận dịch lớn xảy ra những năm 1880 ở châu Âu và Hoa Kỳ có tỷ lệ không qua khỏi lên đến 50% ở một số nơi. Cuộc chiến chống lại căn bệnh này đạt được bước tiến quan trọng vào năm 1883 khi vi khuẩn gây bệnh bạch hầu được tìm thấy lần đầu tiên ở màng giả mạc của bệnh nhân bạch hầu. Một năm sau đó, vi khuẩn được nuôi cấy thành công. Đó là nền tảng để đến cuối thế kỷ 19, chất độc tố gây ra bởi khuẩn bạch hầu được phát hiện, sau đó vaccine dần được phát triển vào những năm 1920. Trong Thế chiến thứ nhất, tỷ lệ không qua khỏi châu Âu đã giảm xuống khoảng 15% nhờ thuốc kháng độc tố bạch hầu được sử dụng phổ biến. Tuy nhiên, đại dịch bạch hầu cũng tàn phá châu Âu một lần nữa trong Thế chiến thứ hai năm 1943, ghi nhận 1 triệu người mắc và hơn 50.000 người không qua khỏi. Rất may là với những bước tiến của y học, những năm 1940 vaccine dựa trên độc tố bạch hầu đã được đưa vào sử dụng ở châu Âu và Bắc Mỹ và nhanh chóng chứng minh hiệu quả làm giảm sự lây lan đối với những cộng đồng người đã được tiêm vaccine. Vaccine dần trở nên dễ dàng tiếp cận hơn và được sử dụng trên toàn thế giới. Nhưng vào những năm 1970, hàng năm vẫn có khoảng 1 triệu người mắc bệnh bạch hầu và 50.000 đến 60.000 người không qua khỏi những quốc gia có thu nhập thấp và vừa. Năm 1974, chương trình tiêm chủng mở rộng ra đời, trong đó vaccine bạch hầu là một trong 6 vaccine được sử dụng. Nhờ vậy mà tỷ lệ mắc bệnh bạch hầu đã giảm một lẻo trên toàn thế giới. Từ năm 1980 đến năm 2000, tổng số ca mắc đã giảm tới hơn 90%. Trận dịch lớn nhất được báo cáo gần đây nhất là ở Liên bang Nga và Xô Viết cũ trong năm 1990. Trong vòng 8 năm từ năm 1990 đến năm 1998, căn bệnh này đã lây lan cho hơn 157.000 người và lấy đi sinh mạng của 5.000 người. Có thể nói dù đã có vaccine, nhưng cuộc chiến chống lại bệnh bạch hầu vẫn dai dẳng, không có hồi kết, đặc biệt ở những nước có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Ước tính khoảng 86% trẻ em trên thế giới được tiêm đủ 3 liều vaccine bạch hầu như khuyến cáo, nghĩa là 14% còn lại vẫn chưa hoặc không được tiêm đủ 3 mũi vaccine. Ở vùng ôn đới, bệnh hoành hành chủ yếu trong mùa lạnh. Trái lại, ở những vùng có khí hậu ấm hơn thì bệnh âm thầm lây lan trong suốt năm. Trong giai đoạn 2011-2015, Ấn Độ có tổng số ca nhiễm cao nhất mỗi năm. Trong 5 năm có đến 18.350 ca bệnh. Trong khi đó, khu vực Đông Nam Á là nguồn gốc của phần lớn những ca bệnh ghi nhận mỗi năm trong giai đoạn này. Tại Việt Nam, việc triển khai tiêm vaccine chứa thành phần bạch hầu đã được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng từ năm 1984 với 3 liều cơ bản cho trẻ dưới 1 tuổi. Bên cạnh đó, năm 2011, thực hiện khuyến cáo của WHO, Việt Nam cũng đã triển khai tiêm nhắc vaccine DPT4 cho trẻ 18 tháng tuổi trên phạm vi toàn quốc. Với thành quả của tiêm chủng mở rộng, tỷ lệ mắc bệnh bạch hầu liên tục giảm từ 84,4 trên 100.000 dân vào năm 1984 xuống dưới 0,04 trên 100.000 dân vào những năm 2005-2010. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, dịch bệnh bạch hầu đã xuất hiện trở lại ở một số địa phương, đặc biệt là tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên như huyện Cờ Bang, tỉnh Gia Lai ở năm 2013-2014, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước năm 2016. Tại khu vực miền Trung từ năm 2015 đến năm 2018 cũng đã xảy ra các vụ dịch bạch hầu với 28 trường hợp mắc, 7 trường hợp tử vong tại một số huyện trên địa bàn hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Việc xuất hiện các ổ dịch bạch hầu tại cộng đồng với tỷ lệ không qua khỏi cao là vấn đề y tế công cộng đáng lo ngại tại địa phương và khu vực. Theo báo cáo từ Viện Pasteur ở Nha Trang, năm 2019 miền Trung ghi nhận 36 trường hợp bạch hầu, 3 trường hợp tử vong, tập trung chủ yếu tại hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Như vậy bạn đã hiểu vì sao bạch hầu là bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải khai báo rồi chứ. Vậy căn bệnh này là do đâu mà ra? Khác với các vi khuẩn thông thường khác,
Đây là một bệnh vừa nhiễm trùng vừa nhiễm độc và các tổn thương nghiêm trọng của bệnh chủ yếu là do ngoại độc tố của vi khuẩn bạch hầu, tên khoa học là Corynebacterium diphtheria, gây ra. Có 3 thể bệnh bạch hầu mũi trước, bạch hầu họng và amidan, cuối cùng là bạch hầu thanh quản. Với bạch hầu mũi trước, người mắc sẽ bị sổ mũi, chảy ra chất mủ, nhầy, đôi khi có máu, có màng trắng ở vách ngăn mũi. Loại này thì thường nhẹ do độc tố vi khuẩn ít thâm nhập vào máu. Bạch hầu họng và amidan thì nguy hiểm hơn, biểu hiện là mệt mỏi, đau cổ họng, chán ăn, sốt nhẹ. Sau 2 đến 3 ngày xuất hiện một đám hoại tử, tạo thành lớp giả mạc màu trắng xanh, dai và dính chắc vào amidan, hoặc có thể lan rộng bao phủ cả vùng hầu họng. Một số trường hợp có thể sưng nề vùng dưới hàm và sưng các hạch vùng cổ, làm cổ bệnh ra như cổ bò. Những trường hợp nhiễm độc nặng, bệnh nhân sẽ phờ phạc, xanh tái, mạch nhanh, đờ đẫn, hôn mê. Nếu không được điều trị tích cực, những người này có thể không qua khỏi trong vòng 6 đến 10 ngày. Nhưng đó vẫn chưa phải loại bạch hầu đáng lo ngại nhất đâu. Mà chính xác thì bạch hầu thanh quản mới là thể bệnh tiến triển nhanh và nguy hiểm. Bệnh nhân có dấu hiệu sốt nhẹ, khàn tiếng, ho, các giả mạc tại thanh quản hoặc từ hầu họng lan xuống. Nếu không được điều trị kịp thời, các giả mạc có thể gây tắc đường thở, làm bệnh nhân suy hô hấp và nhanh chóng không qua khỏi. Ngoài những vị trí kể trên, vi khuẩn cũng có thể gây bệnh ở một số vị trí khác trong những trường hợp này, rất hiếm và có tiến triển bệnh nhẹ. Những trường hợp bạch hầu nặng thường liên quan đến tổn thương tim, hay gặp nhất là viêm cơ tim, rối loạn nhịp tim, có thể gặp viêm nội tâm mạc, viêm màng ngoài tim. Ngoài ra, bạch hầu có biến chứng thần kinh thường xuất hiện sau một thời gian muộn hơn. Ví dụ liệt khẩu cả hai bên, liệt vận động hay liệt cơ vận nhãn gây cho bệnh nhân nhìn mờ và lác. Tuy nhiên, hầu hết các biến chứng thần kinh sẽ phục hồi hoàn toàn trong nhiều tuần đến nhiều tháng. Nguy hiểm là vậy. Thế bạch hầu lây lan qua đường nào? Người là ổ chứa của vi khuẩn bạch hầu, bệnh lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc với người bệnh hoặc người lành mang trùng bởi các chất tiết đường hô hấp hoặc qua các chất dịch ở sang thường ngoài da có chứa vi khuẩn bạch hầu. Có nghĩa là bệnh lây truyền dễ dàng qua đường hô hấp hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết từ niêm mạc mũi họng của bệnh nhân hoặc người lành mang trùng khi ho, hắt hơi, đặc biệt trong khu vực dân cư đông đúc hoặc nơi có điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Thời gian ủ bệnh thường từ 2 đến 5 ngày, có thể lâu hơn. Thời kỳ lây truyền bệnh thường không cố định, có thể kéo dài khoảng 2 tuần hoặc ngắn hơn, ít nhất là trên 4 tuần. Người bệnh đã có thể đào thải vi khuẩn từ thời kỳ khởi phát hoặc cũng có thể từ cuối thời kỳ ủ bệnh. Người lành mang vi khuẩn bạch hầu có thể từ vài ngày đến 3 đến 4 tuần. Vì thế ở các ổ dịch người lành mang vi khuẩn, người tiếp xúc ca bệnh cần được quản lý y tế. Theo đó, những người tiếp xúc mật thiết với bệnh nhân phải được xét nghiệm vi khuẩn và theo dõi trong 7 ngày. Cần tiêm một liều kháng sinh hoặc uống kháng sinh dự phòng từ 7 đến 10 ngày cho những người đã bị phơi nhiễm với bạch hầu, bất kể tình trạng miễn dịch của họ như thế nào. Trường hợp người tiếp xúc gần có xét nghiệm vi khuẩn thì phải được điều trị kháng sinh và tạm nghỉ việc tại các trường học hoặc cơ sở chế biến thực phẩm cho đến khi có kết quả xét nghiệm vi khuẩn âm tính. Với những người tiếp xúc đã từng tiêm vaccine bạch hầu thì nên tiêm nhắc lại một liều giải độc tố bạch hầu. Nói chung phòng bệnh hơn chữa bệnh, trẻ em cần được tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu theo lịch tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Phòng bệnh bằng những phương pháp rất đơn giản như thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng hàng ngày, hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, đảm bảo không gian thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng thì không việc gì phải sợ bạch hầu cả.